Các giám mục và linh mục Indonesia chia buồn về bi kịch chết người tại một trận bóng đá. Đức cha Henrycus Pisato Gunawan của giáo phận Balang ở Đông Java, Indonesia và một số linh mục đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất với tất cả các gia đình đã mất người thân trong thảm kịch bóng đá khiến ít nhất 127 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đức cha Gunawan nói rằng những lời cầu nguyện của tôi cầu cho tất cả những người đã khuất. Tôi hy vọng rằng Thiên Chúa nhân từ sẽ đón nhận những người đã chết và tất cả những nạn nhân bị thương sẽ được nhanh chóng hồi phục cha han zeharut tổng thư ký điều hành của ủy ban giáo dân của hội đồng giám mục indonesia bày tỏ hy vọng rằng gia đình các nạn nhân sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần cha cũng kêu gọi các nhà chức trách indonesia và hiệp hội bóng đá indonesia cùng với cơ quan an ninh của nhà nước thực hiện một cuộc điều tra tổng thể và đưa những thủ phạm ra trước công lý còn cha peter christen siswanto tổng thư ký điều hành của KVKI, mô tả vụ việc là một thảm kịch lớn cho toàn xã hội indonesia cha nói đối với tôi đây không phải là thời điểm thích hợp để đổ lỗi cho nhau mà hãy chung tay giúp đỡ những người khó khăn. Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc điều tra kỹ lưỡng để tiết lộ nguyên nhân thực sự của vụ việc và sau đó đưa tất cả thủ phạm ra trước công lý. Cha Siswanto nói, sự cố ngày hôm qua nên được coi là ngày mà toàn thể người dân Indonesia nên học hỏi về tinh thần thực sự trong thể thao, không chỉ thi đấu mà còn rèn luyện tinh thần hòa nhã khi thua trận. Theo cha, giá trị quan trọng này không chỉ nên được dạy cho các vận động viên, các quan chức mà còn cho cả cổ động viên của các câu lạc bộ. Tai nạn xảy ra khi các cổ động viên của đội chủ nhà Arema FC đã xông vào sân vận động Kanzuru hạn sau trận thua 3, hai trước đối thủ Persibaya Surabaya.